theo thống kê, khả năng một người bị sét đánh trúng còn cao gấp 4 lần so với việc trúng số độc đắc. Thế nhưng có một người đã trúng số độc đắc tới 14 lần mà chưa hề một lần bị sét đánh. Và đây là bí kíp của ông. Dường như mọi xác suất đều không chính xác với Stephen Mandel, một nhà kinh tế học, toán học người Úc gốc Rumani. Hiện tại với 14 lần trúng số độc đắc, giúp Mandel có cuộc sống an nhàn tại một hòn đảo nhiệt đới. Hai lần trúng số đầu tiên của Mandel là tại Rumani khi ông đang kiếm tiền để đưa vợ con ra nước ngoài. Lúc ấy mức lương của ông chỉ là 88 đô la Mỹ mỗi tháng. Số tiền trúng số được Mandel dùng để đưa gia đình tới Israel trước khi tới Úc định cư. Tại xứ sở chuột túi, Mandel trúng số độc đắc thêm 12 lần nữa. Với Mandel, sau 14 lần trúng số độc đắc, ông đặt mục tiêu giành giải độc đắc của Virginia Lottery, nơi tỷ lệ trúng thưởng rất thấp nhưng giải thưởng lại rất lớn. Tuy nhiên, khi áp dụng chiến thuật của mình vào hệ thống xổ số Virginia Lottery, Mandel đã bị bắt và nhận án tù 20 tháng tại Israel. Sau lần đó, Mandel quyết định nghỉ hưu, hưởng an nhàn tại Vanuatu, một quốc đảo tại Nam Thái Bình Dương, nơi nổi tiếng với những ngọn núi lửa và thác nước hùng vĩ. Trong 14 lần trúng số trước đó, kế hoạch của Mandel là hợp pháp, nhưng luật mới tại Mỹ và Úc đã đưa hành vi này vào danh sách bị cấm. Hiện tại, hai thành phần chính trong công thức của Mandel là mua vé số lượng lớn và in vé tại nhà hiện tại đã bị cấm.